Huấn luyện viên Kiatty Sack xin phép bầu Đức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Gang Eun-kin thay thầy Park làm huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Chia tay huấn luyện viên Park để bóng đá Việt Nam tiến xa hơn. Huấn luyện viên trưởng Kiatty Sack xin phép bầu Đức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông Kiatty Sack là một trong những ứng viên sáng giá ngồi vào ghế nóng tuyển trưởng đội tuyển Việt Nam sau khi mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chia tay. Di Cô Thái sẽ hết hợp đồng với đội bóng phố núi vào cuối năm nay, chung với thời điểm mà VFF tìm kiếm một huấn luyện viên trưởng thay cho ông Park Hang-seo. Tối ngày 18 tháng 10, ngay sau trận thua Viettel 0-2 tại sân Hàng Đẫy của Hà Nội, chia sẻ về khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kiatty Sack ngập ngừng nói: "Tất nhiên là tôi vẫn còn thời hạn hợp đồng 2 năm với Hoàng Anh Gia Lai. Không ai có thể biết trước được điều gì cả. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ suy nghĩ. Nếu như nhận được lời mời, tôi sẽ phải tham khảo ý của bầu Đức. Mọi việc do ông ấy quyết định", huấn luyện viên Kiatty Sack nhấn mạnh. Trước khi nghĩ đến việc có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kiatty Sack phải giúp được Hoàng Anh Gia Lai vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Đội bóng phố núi có trận thua 0-2 trước Viettel trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 18 tháng 10. Qua đó, trải qua 8 trận chưa biết thắng tại V-League 2022. Đánh giá về trận thua của Hoàng Anh Gia Lai trước Viettel, nhà cầm quân người Thái Lan thất vọng: "Chúng tôi đặt mục tiêu giành một điểm nhưng bị thua sớm quá, nên là tinh thần cầu thủ đi xuống và đội thì không thể có được kết quả như ý. Câu lạc bộ Viettel là một đội bóng tốt, chuỗi kết quả vừa qua đã ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội. Chúng tôi cứ thua rồi lại hòa. Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở kỹ thuật của cầu thủ. Tôi đã không còn nghĩ về top 3 hay là top 4 nữa, mà giờ chỉ mong có điểm tại những trận đấu tới. Tất nhiên là đội có nhiều cơ hội, nhưng vấn đề là các học trò không đưa được bóng vào lưới của đối phương." Ông Kiatty Sack thậm chí còn cảnh cáo các học trò về nguy cơ rơi vào nhóm đội phải đua trụ hạng: "Các cầu thủ cần phải học cách vượt qua áp lực và nếu như không cải thiện được sẽ rất nguy hiểm. Mùa giải trước Hoàng Anh Gia Lai có những chiến thắng rất ấn tượng, tuy nhiên là mùa giải này thì lại khác, chúng tôi không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Đầu mùa, các cầu thủ muốn vô địch, sau vài vòng thì đội lại muốn lên top 2 và top 3. Tuy nhiên sau nhiều trận đấu không thắng, các cầu thủ bị áp lực tâm lý, loay hoay không biết làm cách nào để thoát khỏi gánh nặng." Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Park Ji-won của Viettel cũng có những chia sẻ về việc huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay VFF. Ông Park Ji-won không chỉ là người đồng hương của thầy Park, mà còn là cựu trợ lý của ông Park tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 Thường Châu. "Tôi đã đọc thông tin trên báo, cả ở Việt Nam và quê nhà Hàn Quốc. Tôi tôn trọng quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF. Ông ấy đã đóng góp tận lực cho bóng đá Việt Nam, đã mang về nhiều thành công cho các bạn. Tôi nghĩ, ông Park đã xây dựng được nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam. Khi mà huấn luyện viên Park nghỉ rồi, ông ấy vẫn có thể giúp đỡ, cố vấn và chia sẻ với những người kế nhiệm", thuyền trưởng câu lạc bộ Viettel nói. Huấn luyện viên trưởng Gang Eun-kin thay ông Park làm huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Truyền thông Thái Lan chọn huấn luyện viên trưởng Gang Eun-kin là ứng viên số 1 thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam. Câu chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay tuyển Việt Nam thu hút truyền thông khu vực, trong đó báo chí Thái Lan vẽ ra một loạt ứng viên thay thế ông Park. Cụ thể, Siam Sport nhận định huấn luyện viên trưởng Gang Eun-kin là ứng viên số 1, Kiatty Sack xếp thứ 2 và một loạt gương mặt khác như Thâu Lao, Du Sít, huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm, vân vân. Truyền thông Việt Nam cũng nhắc đến huấn luyện viên trưởng Gang Eun-kin rất nhiều sau khi ông Park chia tay tuyển Việt Nam. Ông Gang Eun-kin được nhận xét có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam viết tiếp thành công. Huấn luyện viên Gang Eun-kin gây tiếng vang lớn khi giúp U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022. Đông đảo người hâm mộ Việt Nam cũng dành tình cảm lớn cho huấn luyện viên trưởng này. Một trong số những người nổi tiếng công khai yêu mến huấn luyện viên Gang Eun-kin đó là Hoa hậu Thùy Tiên. Hiện tại, tiếng đang thấy ấn tượng với huấn luyện viên trưởng Gang Eun-kin. "Mình có xem không sót trận đấu nào của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Mình thấy rất thích cách huấn luyện của ông Gang Eun-kin", Thùy Tiên từng nói về huấn luyện viên trưởng Gang Eun-kin trên truyền thông. Thực tế thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa từng có lựa chọn về nhà cầm quân nào thay ông Park. Huấn luyện viên Gang Eun-kin chỉ là ứng viên do truyền thông nhận định. Nhiệm vụ của ông này là dẫn dắt U23 Việt Nam chứ không phải là thay ông Park nắm tuyển Việt Nam. AFCON 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Park và tuyển Việt Nam. Sau đó, VFF sẽ chọn người thay ông Park. Chia tay huấn luyện viên trưởng Park để bóng đá Việt Nam tiến xa hơn. Ông Park ký hợp đồng với cương vị là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 10 năm 2017. Với tài năng của mình, ông Park đã đưa bóng đá Việt Nam tạo nên nhiều cơn địa chấn cùng với hàng loạt những kỷ lục mang tính lịch sử. Đó là tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á Thường Châu 2018, hạng tư tại ASEAN 18, hai lần liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021. Vô địch AFF Cup năm 2018 cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á 2019 và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã lột xác ngoạn mục, đạt nhiều thành công và duy trì vị thế đứng đầu tại đấu trường khu vực Đông Nam Á.
đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, ông Park sẽ hết hợp đồng với VFF. Vậy nên người hâm mộ Việt Nam sẽ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh vị huấn luyện viên này đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam cho đến khi trận đấu cuối cùng của giải AFF Cup vào tháng 12 tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo ở thời điểm hiện tại có thể được xem như là đã trên đỉnh vinh quang cùng với bóng đá Việt Nam, và có lẽ là ông Park cũng nhận ra rằng cần phải có sự thay đổi về bóng đá Việt Nam phát triển hơn, bởi sự bắt vài lối chơi của đối thủ khiến cho tuyển Việt Nam khó có thể gặt hái thành công. Trong 5 năm gắn bó, ông Park đã nỗ lực hết mình vì tình yêu dành trọn cho bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ nhớ mãi về ông, nhưng điều mà người hâm mộ không hề mong muốn đó là bóng đá Việt Nam vẫn sẽ mãi loanh quanh tại đấu trường khu vực Đông Nam Á.